sao bỏ cửa nhà tôi quá trời bà ơi. Mày nghĩ vậy rồi. Quá trời bỏ luôn à. Có gì đâu, chậu lại chi chặt lòng nhà cái gì. Chậu ấy cây lòng nhà. Giờ mới đang ở bên kia à, tao bắt à. Cái dù rồi. Kiểu cái dù. Nè, bà cho nó dây điện vậy đi, nó tu hết mấy cái này, nó tu từ dây qua. Thì xoay. Dưới đây quay. Thì xoay có 5 kiếm, 5 cân nữa. Không, tổng 5 cân. Cho nó xoay vòng rồi. Còn khó cái kiếm rồi đúng không? Cần duy trì thì nghe. Kiếm phòng thôi, kiếm nhà ấy. Kiếm nhà ngon để cho thuê thôi. Căng luôn á. Cái thằng gì hôm trước nó đang bên Tân Bình á, chủ nhà luôn nha, vừa đang cách con tiếng có người cộng à rồi, cộng với em ơi cộng với anh em hơi chậm thì ngon là thằng nào quốc hết mà. Ê, cái nhà mà ngày trước mà ở bên đường gì mà mình đi coi á, 3 tháng á, cái nhà đó mà lấy cho thuê cũng ngon. Cái nhà bên chỗ thì là Tân Phú đấy mà. 4 tầng, 3 tầng, 4 tầng rồi đó. Ừ, 3, 4 tầng. Cho thuê mỗi tầng đó, 1,5 triệu. Có toilet riêng. Đúng rồi. 1,5 triệu 2 dặm được. Thằng chủ nhà nó muốn đâu. Chủ nhà ở gia đình thôi đúng không? Chủ nhà nó ở gia đình mà nó kêu nhà nó kỷ niệm gì không nghe. Đúng rồi. Cái này mới nhà mới nhà nó phải hữu ảnh hỏi là mấy người gia đình em làm thì biết là vợ chồng em làm công việc gì. Thế sao ở nhiều quá nó phá nhà ta sao? Bà ở bà buôn bán ma túy xì ke, mang vô nó bốn nữa.